Liên minh châu Âu EU tiếp tục phải đương đầu với làn sóng biểu tình mới của nông dân. Vào ngày hôm qua, thì nông dân Tây Ban Nha đã điều khiển hàng trăm máy cày tiến về thủ đô Madrid để tham gia cuộc biểu tình nhằm phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng với các đối tác bên ngoài của EU. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở nhiều nước khác khắp châu Âu. Theo Liên minh các công đoàn Tây Ban Nha, nông dân và những người chăn nuôi ở nước này đã tổ chức biểu tình từ ngày 1 tháng 2 để yêu cầu các chính sách đảm bảo giá cả công bằng, có thể bù đắp chi phí và yêu cầu chính phủ áp dụng các quy định tương ứng với hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài của EU. Vào tuần trước, thì chính phủ Tây Ban Nha đã công bố loạt biện pháp để xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, các biện pháp được cho là chưa đủ quyết liệt để giải quyết vấn đề. Trong khi đó, tại Pháp, Đức, Italia, Ba Lan và Hy Lạp, nông dân cũng tổ chức nhiều cuộc biểu tình để phản đối chính sách nông nghiệp chung của Ủy ban châu Âu EC và thỏa thuận xanh sắp công bố, điều mà họ cho là nguồn cơn dẫn đến những khó khăn hiện nay.